Vâng, trong thời gian tôi về giao lưu với các anh trong hội sinh vật cảnh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, tôi có đến thăm những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tại vườn anh Hồ Dũng, thành phố Tam Kỳ. Đây là một bóng dáng của một tác phẩm xanh. Trong cuốn video này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn để chúng ta cùng nhau thưởng thức trước hết là bóng dáng tổng thể của một tác phẩm xanh lớn. Chúng ta cảm nhận một bệ xanh có tuổi đời rất cao. Toàn bộ số bệ rễ đã bệt đá theo những cái năm tháng, ôm chặt lấy một bệ đá gồm có đá xỉ và đá thấm thủy. Bây giờ là 8 giờ 30 sáng mà bóng nắng lên rất lớn, cho nên là cũng hạn chế cái phần chia sẻ. Thân bệ sẽ bị bóng nắng in bóng tay cành lên nó lúng đúng. Nhưng mà với những hình ảnh như thế này, chúng ta đã cảm nhận một bệ xanh có tuổi đời rất cao. Tất cả bệ đã được ngâm nước nhiều năm nay.
Chúng ta vừa quan sát về phần thân bệ. Phía trên tay cành thì nói về bông tán thì tác phẩm cũng chưa được hoàn thiện. Vẫn là ở cái trạng thái tự nhiên, chưa tạo tán, tạo mái một cách là kỹ thuật và đẹp hơn. Chứ nếu mà tác phẩm này một cái bước tạo tán để có những cái bông tán đẹp từ 3 đến 5 năm sau thì một cây xanh, một tác phẩm xanh sẽ rất đẳng cấp, giá trị rất cao. Bên cạnh nhà tác phẩm xanh tôi vừa chia sẻ với các bạn thì một tác phẩm tường vi với một bóng dáng thân bệ của một cây tường vi như thế này cũng rất là hiếm gặp. Đường kính mặt gốc đạt đến khoảng 22 cm. Bên cạnh tường vi chúng tôi thấy anh Hồ Dũng còn có nhiều những tác phẩm xanh cũng rất là cổ, những bệ xanh ôm đá và những cây xanh tầm trung cũng rất là cổ quái. Vâng, và những bệ lộc vực.
chậu mai tứ quý với đường kính gốc đã đạt đến khoảng 18 cm. Cây lộc vừng tuy nhỏ nhưng mà những cái sợi hoa dài đến hàng mét, đẹp như thế này. Vắt qua thành chậu để tiếp tục lao xuống đất. Với những hình ảnh những sợi hoa lộc vừng dài phải đến 1 mét và những không gian chung của vườn cảnh anh Hồ Dũng, Đỗ Sinh cũng xin dừng video tại đây. Chia tay với vườn cảnh anh Hồ Dũng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam để Đỗ Sinh di chuyển ra sân bay Chu Lai về Hà Nội. Vâng, tôi xin chào gia đình anh Hồ Dũng. Xin chào các bạn quê hương Tam Kỳ, núi Thành, Quảng Nam. Một dịp khác Đỗ Sinh sẽ quay lại vào dịp mùa thu năm nay để chúng ta tiếp tục giao lưu chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.